Ở nhà không được hay sao mà phải lôi nhau ra tận ngoài này thế hả Orange? Trời lạnh thế này mà thế hôm nay Blue với lại Green đi đâu cũng không đi cùng với cậu. Ôi giời ơi, trời lạnh như này muốn cho tớ xem cái gì thì cho xem đi. Mất bao nhiêu công tớ làm lại kéo nhau ra đây. Bạn có biết không, mấy hôm trước trời mưa ấy, bây giờ nó chuyển lạnh, lạnh là lạnh lắm luôn ấy. Mau lên cho tớ xem nào. Đây, cứ từ từ rồi tớ sẽ cho cậu xem một điều bất ngờ. Thế cậu đã được ngồi máy bay bao giờ chưa? Ôi, ngồi máy bay tớ được ngồi rồi, thậm chí là ngồi rất là nhiều lần ấy. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Mà đứng ở trên máy bay cảm giác cũng không sung sướng gì đâu. Không phải đâu, lần này ngồi máy bay sẽ là khác. Bởi vì hôm nay tớ sẽ cho cậu ngồi ở trên khoang lái hẳn hoi nha. Wow. Wow, đừng có đùa mình chứ. Lúc trước mình đi máy bay nhưng mà mình chỉ ngồi ở trong ghế hành khách. Hành khách là cái hạng economy thôi nha, chứ không phải hạng thương gia gì đâu. Nhưng mà như thế cũng đã là trải nghiệm rất là khủng khiếp của mình rồi. Mà cũng tốn kém lắm đấy cậu ơi. Đấy, thấy chưa, thế tớ mới nói rằng ngày hôm nay cậu sẽ có một trải nghiệm không bao giờ quên. Bây giờ tớ sẽ mang cái máy bay riêng của tớ lên đây đón cậu đi thăm làng quê của cậu một vòng, cậu có đồng ý không? Oh my god, các bạn ơi, các bạn vừa nghe rồi đấy. Orange đưa mình đi quanh làng bằng máy bay riêng cậu ấy, có tin được không? Đừng có lừa mình nha, nếu mà lừa mình không chỉ mình mà còn rất là nhiều các bạn khác sẽ rất là thất vọng về cậu đấy. Cậu có thôi ngay đi không hả? Đã là bạn bè còn không tin nhau. Chờ đây, 2 phút nữa thôi, máy bay đến ngay bây giờ đấy. Có âm thanh gì lạ đấy nhở? Wow! Ôi, một chiếc máy bay trực thăng. Wow! Oh my god, các bạn ơi, không thể nào tin được, những cái bạn của mình toàn là đại gia thôi. Mình thì suốt ngày đi xe đạp với xe máy, còn mấy ông này đi toàn bằng máy bay. Sợ quá. Thế là lần đầu tiên mình được ngồi máy bay, nhưng không phải ở ghế hành khách mà ở khoang lái luôn các bạn nhá. Các bạn cùng với hành, chúng ta sẽ đi một vòng quanh làng nhá. À, lên máy bay các bạn ơi. Wow. Từ từ chị ơi, từ từ lái, từ từ nhanh quá. Wow, quá sợ các bạn ơi. Anh ơi, phải đeo cái này vào. Phải đeo tai nghe vào, không thì ồn khó nghe lắm các bạn ạ. Wow, trời, quê nhà mình đẹp thế nhờ. Đây là đâu đây? Đây là, chỗ này là cánh đồng ở quê nhà mình à. Đẹp quá anh em à. Wow, bên dưới ngập hết nước rồi các bạn ơi. Nước bên dưới này, không có cái gì nữa để ngập hết sạch 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 nước này. Cái hướng nào khác không ạ? Ôi, từ từ chị. Sao mà lại quay xe nhanh như thế? Quay nhanh này, chẳng hạn quá. Đầu tiên mình ngồi ở cabin của máy bay trực thăng đấy các bạn. Đây là đâu nhỉ? Đây là đâu? Mình còn chả biết nữa. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn một lúc là mất cả phương hướng rồi. Chỗ kia là lùm cây kia, có phải là nhà mình không? Chắc là không phải rồi. À, hình như kia là nhà của thằng BT sao ấy? Nghe nó cứ ù khó nghe quá. Đây, chắc chắn đây là cái cánh đồng của nhà mình rồi. Phía xa có cả ruộng nhà mình mà. Đây là đâu đây? Đây như kiểu nó đang lái xuống thành phố rồi á. Uầy, ở phía trước có con trâu kìa các bạn ơi. Dịch xuống chôn con trâu đi các anh em ơi. Wow, đây còn có đàn vịt nữa này các bạn ơi. Đi dịch lên xem đàn vịt nha các bạn. Wow, vịt nhiều thế nhở. Bay cao lên một chút thì nhìn thì không rõ, bay thấp một chút thì hơi ghê các bạn ơi. Wow, nhiều vịt quá anh em ơi. Lên cao. Wow, vịt trắng tinh này các bạn. Chỗ này có cả đường như kiểu xe ô tô có thể lên được á. Chỗ này có một cái quả đồi này các bạn này. Quả đồi này cây mọc rất là tùm luôn. Anh em ơi, hình như mình mới phát hiện ra một cái ngôi nhà trong đấy này. What? Có một ngôi nhà nhưng mà không có nóc các bạn ạ. Ngay phía dưới này các bạn này. Đấy các bạn đây, thấy ngôi nhà có nóc chưa? À không phải, không có nóc mà là nhà không có nóc các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn chưa? Ở trong cái lùm cây ở giữa hai cái tán cây có kìa, các bạn ạ, lái này cái quạt nó dễ va vào lá cây lắm này, cho nên là khó. Quả này rất là khó đây, nhưng mà mình sẽ cố gắng, chúng ta sẽ cùng nhau xuống dưới đây xem như thế nào nhá. Một ngôi nhà bị bỏ hoang các bạn ạ. Đấy nha, đang xuống rồi, từ từ, bình tĩnh thôi chị ơi. Thấy chưa các bạn ơi, một ngôi nhà không có nóc điều hòa. Ui, hình như là mình nhìn thấy cái gì ấy, thấy một cái gì lạ thế nhở, giống như là một cái vali hay sao ấy. Không đâu, nhìn khó lắm các bạn, từ từ ạ. Mình phải đi ra ngoài, ra chỗ khác rồi bắt đầu xuống máy bay rồi vào trong đấy nhìn nó mới rõ được các bạn. Rồi. Cuối cùng cũng ra khỏi cái lùm cây, căng thẳng và hồi hộp quá các bạn ơi. Đi ra nha, đi ra từ cái chỗ cái con đường ở phía bên tay phải này. Đây, cậu ơi, cậu hạ xuống chỗ này cho mình đi. Đây, hạ gần cái chỗ cái ngôi nhà đấy đi. Rồi. Ok, cậu đi về trước đi. Vậy nha, có gì lát nữa tớ gọi điện cho cậu đến đón tớ nha. Ok, bye bye. Bye. Phải gọi điện cho thắng TT ra mới được.
Các bạn vừa rồi các bạn cũng nhìn thấy rồi đúng không? Từ trên cao nhìn xuống cái ngôi nhà bỏ hoang đó, mình thấy có một cái gì đó rất là lạ. Nó có, nói chung là mình nhìn từ xa hơi bị khó nhìn. Bây giờ các bạn cùng với mình, chúng ta sẽ vào trong cái ngôi nhà hoang đó xem thực ra bên trong đó là món đồ gì nhá. Nhưng mà mình có chút sợ, hay là để mình gọi thằng TT ra sau đó, hay mình sẽ cùng nhau vào. Đồ ăn hại. Chờ chút mình sẽ gọi thằng TT ra. Alo thằng TT à, đang làm cái gì thế? Không bận đúng không? Anh mới phát hiện ra một cái gì đó lạ lắm, nhưng mà một mình anh không dám vào. Nếu mà không bận gì ra đây cùng với anh đi. Ok ok. Nhanh nhá, anh chờ ở chỗ chỗ này là cái chỗ nào anh cũng không rõ lắm không? Đây là anh gửi vị trí ra cho nhá. Ok. Rồi đấy các bạn, chúng ta sẽ chờ một chút để thằng TT ra đây. Mình cũng gửi vị trí của mình cho thằng TT. Một lát nữa cậu ấy sẽ đến ngay thôi mà. Wow, tất cả những cái cánh đồng gần đây bây giờ đang ngập nước rồi đấy các bạn. Với cả ngày hôm nay có một chút mưa phùn lất phất nữa, thành ra lạnh cực kỳ anh em ơi. Các bạn, thằng TT đang ra rồi kìa. Thằng TT ơi, ở phía này ra đây, nhanh lên, đây. Có phải cái nhà này không có ngày cụ cãi? Đúng luôn rồi đấy thằng TT. Từ trên cao anh nhìn thấy một cái gì đó mờ mờ lạ lạ. Không dám vào, bây giờ phải gọi thằng TT đi cùng cái này. Em phải đi sau anh Hải đâu rồi. Anh sợ nên anh mới gọi thằng đi cùng. Lại đuổi anh đi trước cái này. Chậm thôi, thằng TT chậm thôi, chờ anh với. Anh đi nhanh lên, không là... Trời... Đâu, anh Hải nói điều, em làm gì cái vali nào ở đây đâu. Có mà, chắc chắn có luôn. Anh nhìn thấy từ trên cao chẳng qua là chưa nhìn rõ thôi. Ở cái khoảng nào đó đoạn này này. Kia, đây thằng TT đi. Đầu lâu xương chéo. Nhưng mà nhớ cho mày là bom hay sao, nguy hiểm lắm mày cái rồi. Không đâu, bây giờ không có bom mày lên đâu. Ui, em không thấy đâu, trong này kiểu có bom sợ lắm. Anh ở đây một mình đi. Ok, thằng TT, chờ anh, chờ anh. Nguy hiểm lắm, em sợ lắm. Trời ơi, thời này làm gì mà còn bom với đạn nữa thằng TT. Với lại thằng TT không tò mò à, tại sao một căn nhà hoa như thế này lại có một cái vali to đùng đầu lâu xương chéo như thế? Thế thì bây giờ anh hãy mở đi, em không dám mở đâu. Được, anh sẽ mở luôn thế này cho thằng TT và các bạn cùng xem. Nhưng mà tôi bây giờ đang là chiều rồi, bây giờ anh em mình mở ra thì trời tối sầm một cái là không biết đường về luôn ý. Thế thì anh em mình cầm về rồi kiếm chỗ nào rộng rãi, quang đãng, sáng sủa rồi xem nhá. Let's go. Đi thôi, anh còn đứng làm gì nữa? Ôi, nhanh lên thằng TT ơi. Anh cũng hồi hộp bên muốn biết bên trong có cái gì lắm luôn này. Sao? Đây, thằng TT ơi, chỗ này quang này, chỗ này sáng sủa đây. Wow. Lâu màu vàng xương chéo màu xanh. Với cả mắt cũng màu xanh ra trời luôn này. Thằng TT xem nào, khóa bên nào. Bây giờ anh hãy mở trước đi, em không dám mở đâu. Để anh mở cho. Chẳng may á. Từ, em hãy mở, chẳng may em mở ra mà thấy cái cục gì màu xanh xanh mà hay bằng sắt sắt thì anh em mình chạy luôn đi ấy. Đúng rồi đấy. Thôi để anh mở nha. Không, bên này, ngược rồi. Kéo bên này cô. Sao trong cái nhà hoang lại có cái vali đi. Từ để anh lấy đà còn chuẩn bị chạy thằng đây. Anh bảo như chị em không mở đâu. Nào, một, hai, ba. Không mở đâu nhà ơi, nhưng mà có ít đồ quá, toàn kẹo kẹo này phải không nhở? Đây là kẹo à thằng TT? Vali to như này có một chút xíu đồ ra. Như thế người ta mới bỏ đi chứ. Bỏ đi hay là ai đó để quên nào đó. Ở đây là có hai hộp kẹo màu xanh lá cây này. Ở đây là kẹo gì đây? Nhiều kẹo quá. Có một bao thuốc này anh hãy có cái rồi. Đâu bao thuốc đâu, cho anh xem nào. Sao cái bao thuốc này nó lại lạ thế nhở? Ui thằng TT ơi, không phải là thuốc đâu. Trong thuốc này còn là... gì nữa, đây là thuốc đây, anh hãy bảo không phải thuốc. Cái này chả là thuốc đi đây. Sao thuốc nó lại thành những cái thanh như này nhở? Thuốc nù ra, thế thuốc nó chả là thanh cái gì nữa. Nhưng mà cứng lắm thằng TT ơi. Này, giống đâu? Như là thanh kẹo ấy. Ờ nhỉ, không phải thuốc đâu. Hay là anh hãy thử ăn xem nào, đây có phải kẹo không đi. What the hell? Sao mà mình có thể ăn những cái đồ không rõ nguồn gốc thế này được? Đã thế cái vali này ở trong ngôi nhà hoàng ấy từ bao giờ mình còn chẳng biết luôn ấy. Nhưng mà em thấy mấy cái đồ này vẫn còn mới mà. Đây này, cái chai kẹo đế ước này nhìn nó mới toanh như thế này mà. Cũng còn mới nhưng mà anh thấy làm gì còn dán nhãn gì đâu. Anh hãy thử tìm xem nào có hạn sử dụng không xem nào. Hạn sử dụng? Có khi nào in dưới nắp chai không? Hạn sử dụng cũng không ghi luôn. Ở đầu nắp chai? Đầu nắp chai cũng không ghi. Ở dưới đít chai sao ấy? Ở dưới đít chai cũng trắng tinh luôn này thằng TT, không hề có một cái gì á. Thế thì bây giờ anh mình phải làm thế nào? Chẳng nghĩa là bỏ cái chỗ kẹo đi à? Wow, mùi vẫn còn thơm lắm các bạn ơi. Nhưng mà không thể nào ăn được đâu. Lỡ mình ăn vào tí nó đau bụng thì biết kêu ai bây giờ thằng TT. Ờ đúng rồi mấy bạn ơi, bởi vì là cái số kẹo này nó ở trong cái ngôi nhà hoang, chứ mà nó nhận được ở trong cửa hàng thì có mà ăn tiệt gạ luôn. Trong này vẫn còn một chai sữa này anh Hải của cái. Nhưng mà ấy, hình như là cái chai sữa này nó hết rồi sao, chả còn cái gì. Đây này, có tiếng gì ý? Anh nghe như kiểu tiếng cát ở bên trong chai ấy. Sao chai sữa nó lại có cát nhở? Anh hãy thử bóp xem nào. Chai này cũng không có hạn sử dụng luôn các bạn này. Thằng TT ơi, thằng con TT có nhớ thằng bé này trong cái game gì không? Không, em có chơi cái game gì mà có cái cậu bé này đâu. Game Baby in Yellow đấy mà. Không phải, cái cậu bé ở trong game đấy là mặc bộ quần áo màu vàng cơ. Còn cái tên này có mặc cái gì mà liên quan đến màu vàng đâu. Đây đây các bạn này, xem bên trong cái này có cái gì nào. Có cái gì kêu như cát, nhưng mà không phải cát.
trong này là... Thôi để mình xé. Thôi anh ơi, chẳng may đây là thuốc ngủ tim sao, bây giờ anh xé ra anh mình ngất là toi luôn đấy. Đúng rồi, thế thôi. Tốt nhất là không xé. Tốt nhất là không xé, đặt lại vào đây. Vẫn có cái hộp kẹo to đùng như thế này cơ mà. Hộp kẹo này chắc là ghi ngày sử dụng đấy, anh xem nào. Đây rồi, thằng này thế thôi, hạn sử dụng này. Mùng 5 tháng 3 năm 2024 luôn. Thế hôm nay là ngày bao nhiêu anh Hải của cái? Hôm nay là ngày 15, mà mới năm 2023 thôi. Thế là cái hộp kẹo này vẫn còn hạn sử dụng luôn. Ăn được. Hạn sử dụng tận 1 năm nữa luôn đấy thằng đấy à. Ảo thật đấy. Ăn được đấy anh Hải của cái ơi. Ăn được thì ăn được nhưng mà không rõ nguồn gốc, nhỡ đâu nó dập vớ vẩn đi sao. Anh không dám ăn đâu. Hay thằng đấy ăn đi. Thôi bây giờ anh không dám ăn thì em làm sao dám ăn nữa. Anh xem còn cái đồ gì lạ nào. Kim yến kẹo dẻo. Kẹo dẻo này là kẹo gì? Có phải là như là kẹo dừa phải không nhỉ thằng đấy tê? Gì đây? Ôi, mấy cái hạt này nó bị mốc rồi sao ấy? Nó mốc rồi đấy. Mốc rồi đấy. Mốc rồi đấy. Thôi bỏ. Nhá, bỏ nhá. Cái này hết rồi. Đường vali còn cái gì? Ui, thằng đây. Trong này vẫn còn này. Wow, đồ chơi. À, cái này là em biết rồi. Đây là kẹo đồ chơi đánh vật cầu lông. Ở bên dưới này nó có kẹo này anh Hải này. Ồ, dưới này cũng là kẹo. Đấy, thằng đây. Thấy đúng rồi, nó chảy nước ra rồi này. Bỏ. Bỏ nhá, chỉ lấy cái vật này để nghịch thôi. À, đây phải là quả bóng không? Đúng rồi, hai cái này sẽ đánh được vào này. Với nhau, dính vào với nhau thành quả bóng. Thành quả bóng thật đấy các bạn ơi. Sao mà nhiều thuốc thế nhở thằng này thế? Kẹo thuốc này cũng là màu xanh này, nhưng mà anh Hải thử bỏ ra xem nào, bên trong có giống nhau. Cái này ghi là caramel này. Đây, cái này cũng giống này. Để em mở cái gói màu xanh lá cây này ra. Ui giống nhau thằng này ơi. Giống nhau thì thôi, nhau hết rồi. Nữa. Cái này vẫn là kẹo bình sữa này. Cái này bình sữa lúc nãy là thằng này xem rồi đây nè, cái này này. Cái này là sô-cô-la này, thấy này, kem đánh răng sô-cô-la. Sao kem đánh răng sô-cô-la thì mình đánh vào lại càng bị sâu răng hơn làm sao nhở? Chưa hẳn bên trong này đã là sô-cô-la đâu thằng Tê à. Cũng như kiểu là kem đánh răng chuối, nó chỉ có mùi chuối thôi nhưng mà vị vẫn là vị kem đánh răng mà. Anh thử mở ra xem bên trong có phải là sô-cô-la hay không nhá. Ôi ôi, vẫn còn lớp tráng bạc này. Ôi, nó là sô-cô-la rồi. Sô-cô-la thật đấy các bạn ơi. Đâu mong em gửi xem nào. Ừ, thế này là phải sô-cô-la rồi. Đây, mang em cầm cho. Wow, ôi ôi. Thôi. Sô-cô-la này chắc chắn là hết hạn sử dụng rồi, nhìn nó kinh khủng luôn anh Hải. Thế là cả cái vali anh em mình mất công mang ra đây. Chẳng có một món đồ nào sử dụng được nhỉ thằng Lê Tê. Con mà, em vừa thấy cái gì kiểu như là mông của Pikachu ấy anh Hải của cái này. Pikachu hở mông à? Thằng Lê Tê à, anh còn chưa nhìn thấy con Pikachu hở mông màu hồng như này bao giờ ấy. Hai con, mỗi anh em một con thôi. Cái mông. Wow, nhìn này. Đấy. Hai con Pikachu luôn, như thế này. Anh được một con và thằng Lê Tê được một con. Nhìn lắm, mấy bạn nhìn này. Đó, mấy bạn phải bóp sờ được cô, nhìn nó kiểu dị này cái nhở đấy. Nó thích nhở? Bóp luôn. Cái máu này, anh ấy bóc nó ra, xong bắt đầu là dán lên hộp kẹo này. Thì anh em mình nghịch cho mình giống thật. Đây, thế để anh bóc nha. Anh sẽ bóc từ đây. Wow, Pikachu. Thật tê ơi. Đây. Đây, anh dán lên cái nắp này nhá. Đấy. Bây giờ, búng. Như kiểu là cái trống luôn ấy. Nhưng mà nó bị bật ra rồi thằng đấy tê à. Không phải đâu, còn lâu nó bật ra. Ừ, bật mất rồi bật này rồi. Đúng là đồ chơi để ông người ta vứt đi này. Wow. Nhìn nó hay nhở. Wow. Đâu? Ra đường luôn này thật đấy. Anh Hải cầm một bên, em cầm một bên. Đây. Dài cực kì các bạn. Kéo như thế nhưng mà nó không bị đứt ra ngoài. Bây giờ em mới để ý nhá. Cái vali này toàn là đồ của chị con thôi. Nhưng mà không hiểu vì sao cái vali này lại ở trong cái ngôi nhà hoang đấy nhở. Thì chắc là người ta không dùng nữa, bỏ đi nên người ta mới vứt ở đó chứ. Ồ, nhưng mà vẫn còn mấy ngăn nữa này. Đây. Nhưng mà chắc là chả có gì đâu. Bây giờ cạn đâu nữa. Ôi giời, hết rồi nhỉ, không còn gì nữa. Đây, làm gì còn gì đâu, đây là cái bỏ của vali rồi. Bỏ của vali rồi, thế còn ngăn này. Ngăn này cũng không còn. Không có gì luôn. Nếu mà còn thì nó lồi ra ngoài rồi. Ôi. Các bạn cũng thấy đấy, mình với thằng Lê Tê mất bao nhiêu là công sức mò đến nhà hoang rồi thì lấy vali mang ra tận chỗ đây. Mở ra cuối cùng không được bất kỳ một món đồ gì, kể cả một món đồ chơi thôi. Thế mà cũng bị hỏng rồi. Thôi anh Hải ơi, anh em mình đi về thôi. Có cái vali này là sử dụng lại được.